thì nếu được xuống thì mình được xuống. Chưa sợ ra hôm nay đến đây phát hiện ra luôn. Đi vào đây xem nào. Vòng ra. Hey, come on.
bãi biển xuống cho mát. Nhấc dép lên nha, không là xúc cát vào chân đấy. Có thể thôi thì kệ nó tí là ra giúp. Sáng đèn phía bên kia là cái khu Hải Tiến ấy cả. Cái này xây giống như kiểu ở chỗ bên Gan Vua Hưng Yên, xây một cái nhà xanh, một cái nhà đỏ.